Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại. Cám lợn đây, ăn hại vẫn như mọi khi. Và trên tay mình đang cầm chiếc Galaxy A21s, một chiếc smartphone tầm trung, hay có thể nói là giá rẻ mới của Samsung. Chúng ta hãy cùng nhau trên tay ngay trong video ngày hôm nay. Intro đã. Đầu tiên nói về thiết kế thì mình thấy điểm đáng giá nhất của chiếc máy này đó là cái phần màn hình có thiết kế khá là xịn sò, tràn viền và một camera selfie kiểu dạng nốt ruồi khá là thời thượng nằm góc bên trái màn hình. Theo như mình thấy thì thiết kế mặt trước trông khá là ổn áp, mặc dù cái cằm vẫn còn hơi dày nhưng được cái đường viền xung quanh lại khá gọn gàng. Với kiểu thiết kế màn hình như thế này thì mình thấy nó khá là hiện đại, xịn sò, phù hợp với các bạn trẻ, đặc biệt với phân khúc giá gọi là tầm trung này thì các bạn sinh viên nên ngó qua. Và mặt lưng như vậy rất là đẹp. Chúng ta có một cụm camera với 4 camera nằm khá là gọn gàng trong này, có cả đèn flash luôn. Thì 4 camera này chúng ta sẽ nhìn chi tiết sau. Nhưng mà mình cảm giác rằng cái cụm camera này nếu ai mà không thích cái kiểu thiết kế hầm hố kiểu dạng bếp hồng ngoại này sẽ thấy nó hơi vướng. Nhưng mà mình thấy nhìn Galaxy S20 lâu lâu rồi cũng thành ra là quen. Ở ngay cạnh cụm camera sẽ làm cả một vân tay đặt ở giữa lưng, khá là thuận tiện cho việc sử dụng. Thiết kế tổng thể của máy được hoàn thiện bằng chất liệu nhựa giả kính mà Samsung hay gọi nó là Glastic. Các cạnh bo cong tạo cảm giác êm ái và dễ cầm nắm. Và màu sắc mặt lưng này nó sẽ có cái ánh gọi là ánh cầu vồng, thay đổi tùy theo góc nhìn. Cạnh phải sẽ có nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Thì nút nguồn sẽ đặt ở chỗ tương đối là vừa tay, còn nút âm lượng thì lại rất cao, đặc biệt đối với những người có tay nhỏ. Mình tay giờ khá là to rồi mà cảm giác vẫn còn hơi cao. Ở cạnh dưới chúng ta sẽ có một loa ngoài, lưu ý đây là loa mono thôi, chiếc máy này không có loa stereo. Có cổng USB Type-C, jack tai nghe 3.5 và micro để làm thoại. Còn cạnh trên sẽ có thêm một micro phụ nữa để hỗ trợ chống ồn khi gọi điện thoại, cũng như là ghi âm stereo trong lúc quay video. Bây giờ hãy nói chi tiết hơn về cái màn hình. Samsung gọi nó là Infinity O, tràn viền, tỷ lệ 20:9, trông khá là dài. Nhưng mà tấm nền thì là tấm nền TFT LCD. Tưởng như anh em sẽ có một chiếc smartphone ngon bổ rẻ, nhưng mà anh em đừng vội ảo tưởng sức mạnh nhé. Vì độ phân giải màn hình của chiếc máy này chỉ là HD+, chứ không phải là Full HD+. Đây là một cái gì đó rất dở khi mà Samsung lại trang bị một màn hình có kích thước lên đến 6.5 inch, nhưng độ phân giải chỉ bằng chiếc smartphone cách đây 9 năm. Bây giờ hãy cùng nhau quay lại mặt lưng, nhìn kỹ hơn vào cái cụm camera này. Chúng ta có 4 camera, cam chính là 48 MP, độ phân giải rất lớn f2.0, camera góc siêu rộng 8 MP 123 độ f2.2, một camera sử dụng là cảm biến chiều sâu f2.4 2 MP, và cuối cùng là một camera để chụp macro 2 MP f2.2. Và với 4 camera như vậy, chiếc A21s này được hỗ trợ đầy đủ các tính năng và chế độ chụp cần thiết. Ví dụ như lấy nét động này, chụp góc rộng này, chụp chuyên nghiệp, chụp toàn cảnh, macro và chụp thức ăn hay các tính năng làm đẹp khác khá là tiện lợi. Chất lượng ảnh đem lại khá tốt, màu sắc chân thực. Tuy nhiên chụp ảnh góc rộng thì chi tiết ở viền sẽ bị hơi méo, điều này là không thể tránh khỏi. Và khả năng quay video tối đa là 4K ở khung hình 30. Và camera trước có độ phân giải 13 MP f2.2 với dạng nốt ruồi như chúng ta vừa nói rồi. Chất lượng ảnh đem lại ở mức khá, da mặt không bị cá mịn nhiều nên nó giữ lại được đủ chi tiết nhưng mà vẫn đủ mịn màng để show ảnh lên trên Insta và Facebook. Nói chung là khá ổn áp. Còn cô hình phần cứng thì sao? Ở trên chiếc máy này chúng ta có con chip Exynos 850 có tốc độ xử lý 2GHz và có hai lựa chọn bộ nhớ, một phiên bản 3GB, 32GB và một phiên bản là 6GB, 64GB. Không hiểu sao mà cách nhau tận 3GB RAM và 32GB bộ nhớ mà chênh lệch giá chỉ có 1 triệu thôi. Khá là lạ thường. Và dung lượng pin thì tương đối lớn, lên 5.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 15W. Với cấu hình phần cứng này thì mình test nhanh hai game là Liên Quân và PUBG. Thì ở game Liên Quân các bạn có thể để độ phân giải HD tức là mức cao nhất và chất lượng hình ảnh ở mức tối đa, thì FPS sẽ ổn định loanh quanh 30, ít bị drop frame không đáng kể. Sau đó khi mình thử giảm độ phân giải xuống gọi là mức cao thôi, không phải siêu cao nữa, thì cảm giác chơi game nó ít drop frame hơn, mượt hơn. Nhưng mà khi các bạn mở shop ra để chọn item thì vẫn cảm giác hơi gượng gượng một chút. Còn PUBG thì thực sự không ổn định cho lắm. Nó chỉ cho phép để đồ họa ở mức HD, còn để tốc độ khung hình ở mức cao nhất thì mặc dù FPS được tăng lên đáng kể nhưng lâu lâu thì lại bị lag đứng hình một cái. Game sẽ ổn định hơn nếu các bạn để tốc độ khung hình trung bình. Còn ưu điểm lớn nhất ở đây là chiếc máy này cho dù chơi game lâu cũng không hề bị nóng. Thì đó, tất cả có như vậy thôi. Đây là video trên tay nhanh về chiếc Galaxy A21s. Hy vọng mọi người thấy thú vị và hữu ích. Còn nếu muốn mua một chiếc thì nhớ check link ở Xiaomi's dưới phần mô tả video. Hoặc không mua A21s thì có thể mua A31 hoặc là AK47 nếu mà Xiaomi's có bán. Nhớ đến nơi thì đọc pass bạn giúp heo để đỡ ăn đấm không chơi fan nào. Còn lại thì nhớ like và subscribe vì nó miễn phí. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các video khác. Xin chào anh em. Peace.